afraid of the big bad wolf. Big bad wolf, big bad wolf. Who's afraid of the big bad wolf? La 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 la. Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Channel Kiếm Tiền Online trên hệ điều hành Android và iOS của mình. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn ứng dụng Logi, ứng dụng ăn uống kiếm tiền trên hệ điều hành Android và iOS. Bước đầu tiên các bạn vào chat Play và tải ứng dụng Logi. Đây là hình ứng dụng Logi là mình đã tải về máy điện thoại của mình đây rồi. Các bạn vào trải nghiệm Logi nhé. Logi thì các bạn có thể dùng để mua bán rồi đi ăn uống, rồi là góc con gái, ship con trai, tùm lum các kiểu. Đây các bạn thấy không? Rất nhiều. Mình sẽ vào mục giới thiệu để làm sao các bạn biết cách kiếm tiền trên ứng dụng Logi. Mình sẽ vào đây. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ các bạn. Nếu một người nhập mã giới thiệu của mình thì các bạn sẽ được 10.000 đồng. Mã giới thiệu của mình là DI4SM. Mình xin nhắc lại mã giới thiệu của mình là DI4SM. Nếu các bạn đây, các bạn nhập mã giới thiệu của mình thì chắc các bạn sẽ có 10.000 đồng trong tài khoản. Còn bây giờ mình sẽ đăng nhập vào cái nick mới, nick của mình. Cái nick này của mình thì đã kiếm được 1 triệu và được 100 người giới thiệu là Mark Lever rồi, mình không thể kiếm được tiền. Thì mình cũng rất mong và yêu cầu các bạn nhập mã giới thiệu mới của mình là DI4SM để được 10.000 đồng. Ok, mình sẽ đăng xuất cái nick này ra và vào một cái nick mới. Đây là giao diện ứng dụng của mình, các bạn đấy coi. Thông báo thì rất nhiều, đã vượt quá giới hạn mức số người có thể mời. Đây, mình đã mời được rất nhiều người. Đây, từ đây là nhập mã giới thiệu của mình thì các bạn sẽ có 10.000 đồng là rất nhiều ở đây. Mình sẽ vào trong thanh toán cho các bạn coi. Mình đã kiếm được rất nhiều tiền. Big bad wolf, big bad wolf, who's afraid of the big bad wolf? La 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 la.